Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, đến cuối tháng 5 này, các sở giao thông vận tải phải nộp báo cáo về kết quả kiểm tra sức khỏe với lái xe trên địa bàn về Bộ để thống kê. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 26 sở giao thông vận tải có số liệu tổng hợp gửi số liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Theo đó, trong số 25.500 tài xế được kiểm tra, có 318 người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, trong đó có hơn 100 người dương tính với chất gây nghiện. Trao đổi với phóng viên VTC14 trong buổi chiều ngày hôm nay, ông Nguyễn Văn Quyền là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết vẫn còn rất nhiều kẽ hở trong quá trình kiểm tra sức khỏe tài xế, do đó không tránh khỏi tiêu cực. Thưa ông, là từ trước tới nay thì có rất là nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nguyên nhân là do tài xế sử dụng chất gây nghiện khi điều khiển phương tiện. Tháng 2 vừa qua thì Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cũng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hơn 200 trường hợp không đủ điều kiện tham gia giao thông. Và chủ yếu các lái xe này thì có dương tính với chất gây nghiện. Gần đây thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã tiến hành tổ chức triển khai kiểm tra sức khỏe đồng bộ đối với tất cả lái xe trên cả nước. Cho đến thời điểm hiện tại thì cái số liệu cập nhật về tình hình kiểm tra này là như thế nào ạ? Theo số liệu đến ngày hôm nay thì báo cáo của các Sở Giao thông Vận tải gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì có 42 sở đã có cái kế hoạch hoặc là đã tổ chức cái việc khám sức khỏe cho người lái xe kinh doanh vận tải. Trong đó là 26 sở đã thực hiện cái việc tổ chức khám cho trên 25.500 lái xe. Thế và cái số mà không đủ điều kiện về sức khỏe đấy là 318 người. Trong đó là có 150 người là dương tính với ma túy. Về cái thông tin lái xe sử dụng chất gây nghiện khi điều khiển phương tiện thì về phía Bộ Giao thông đã nắm được cái thông tin này chưa? Và theo ông thì đến thời điểm hiện tại chúng ta mới tiến hành triển khai kiểm tra đối với tất cả lái xe trên cả nước thì liệu có quá muộn không ạ? Thì cũng có những đơn vị là thực hiện một cách nghiêm túc và cũng một số đơn vị thực hiện không đầy đủ, không nghiêm túc, không đúng định kỳ. Và Bộ Giao thông Vận tải cũng như là Tổng cục Đường bộ chúng tôi trong quá trình quản lý theo dõi đấy thì cũng còn thấy là nhiều những cái đơn vị chưa chấp hành một cách nghiêm túc và cũng đã chấn chỉnh, đã có kiểm tra. Thế thì lần này đấy là chúng ta tổ chức khám sức khỏe lần này đấy là nó có cái khác so với cái việc khám bình thường như là các cái doanh nghiệp vận tải vẫn làm theo cái quy định của pháp luật lâu nay. Đó là lần này có một cái sự chỉ đạo để triển khai đồng loạt trong toàn quốc. Và cái thứ hai là có cái sự giám sát của các cái cơ quan quản lý nhà nước. Quy trình kiểm tra sức khỏe đối với lái xe là như thế nào? Và theo ông, cái quy trình này có cái kẽ hở nào để có thể gây ra những cái bất cập không? Cái quy trình khám sức khỏe đối với người lái xe thì hiện nay đang được Bộ Y tế là ban hành quy định. Tuy nhiên là trên thực tế thì trong thời gian qua đấy là khi mà khám sức khỏe cho người lái xe nếu như không có tổ chức tập trung và không có sự giám sát của các cái cơ quan quản lý nhà nước thì có thể nói là còn nhiều cái kẽ hở, nhiều cái cơ sở có cái thẩm quyền khám sức khỏe cho người lái xe thì không thực hiện đúng đủ cái nội dung cần khám cũng như là cái kết quả khám, kết quả xét nghiệm có thể là không phản ánh được chính xác cái thực trạng sức khỏe của người lái xe. Việc tài xế sử dụng chất gây nghiện thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín và đến thương hiệu của các doanh nghiệp. Liệu có cái trường hợp nào mà doanh nghiệp họ bưng bít thông tin vì sợ ảnh hưởng đến cái doanh nghiệp, quyền lợi của doanh nghiệp đó chứ? Cái tình trạng mà các cái doanh nghiệp họ bưng bít hoặc là không công bố các cái thông tin về các cái trường hợp lái xe có sử dụng các cái chất gây nghiện thì cái điều đó là một cái thực tế. Hầu hết các cái đơn vị họ thường ngại công bố những cái thông tin này sợ ảnh hưởng đến cái thương hiệu của họ. Ông có thể cho biết kế hoạch triển khai việc kiểm tra sức khỏe đối với lái xe trên cả nước trong thời gian tới ạ? Thế thì theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải là cuối tháng 5 này là phải tổng hợp báo cáo Bộ và báo cáo Chính phủ. Nhưng mà hiện nay là tiến độ triển khai như thế này là còn nhiều sở giao thông vận tải rất là chậm. Thì hiện nay chúng tôi đang yêu cầu các sở giao thông vận tải phải tiến hành khẩn trương và trong cái thời hạn sớm nhất để chúng tôi có đủ cái số liệu để báo cáo cho Bộ cũng như là báo cáo cho Chính phủ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi.